Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời tận dụng 15 ngày thời gian vàng của chỉ thị 16 để sớm kiểm soát được dịch bệnh, thì một trong những giải pháp của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh là thay đổi cách lấy mẫu xét nghiệm với sự hỗ trợ hướng dẫn của Bộ Y tế. Với cách thay đổi này thì không những là giúp cho ngành y tế tập trung khả năng xét nghiệm mà còn giúp tách nhanh được F0 ra khỏi cộng đồng. Thay vì lấy mẫu tập trung như trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang lấy mẫu tại nhà. Một điểm thay đổi trong cách xét nghiệm lần này là chọn lấy mẫu người có nguy cơ cao trong hộ gia đình, trong khu dân cư theo nguyên tắc sáng xét chợ, chiều xét trọ. Chúng tôi sẽ thực hiện theo cái kế hoạch là sẽ tầm soát các hộ gia đình mà theo phương án là đi từ vùng đỏ sang vùng cam đến vùng vàng. Như thế thì vùng đỏ là cái vùng phong tỏa, vùng nguy cơ cao và mở rộng ra. Vùng cam là cái vùng có nguy cơ. Còn cái vùng xanh, vùng vàng là ít nguy cơ hơn. Như thế thì trong quá trình xét nghiệm vậy, chúng tôi dự tính là một ngày chúng tôi sẽ xét nghiệm khoảng 10.000 người đại diện hộ. Nhờ thay đổi cách thức xét nghiệm, giảm số lượng mẫu dàn trải đã giúp quận Gò Vấp tập trung thực hiện việc xét nghiệm. Mỗi ngày quận Gò Vấp phát hiện hơn 30 ca F0 trong cộng đồng từ các xét nghiệm này. Thì chúng tôi sẽ đi một địa phương vậy, một phường vậy đó, là đi khoảng 5 đến 10 hẻm trong một ngày. Một ngày, đặc biệt là các buổi chiều. Như thế thì cuốn chiếu như thế đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện được, đảm bảo được giãn cách và cũng như là không sót hộ. Chúng ta tầm soát được những vùng, những điểm mà chúng ta sẽ có khả năng phát hiện ra F0. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển hướng lấy mẫu sẽ giúp việc tầm soát trên diện rộng có hiệu quả hơn, đồng thời tăng năng lực xét nghiệm cho các nơi đang có phần quá tải như hiện nay. Qua đó có thể tăng tốc triển khai công tác truy vết, điều tra dịch tễ và xử trí những ca mới phát hiện. Test nhanh nó dương như vậy đó thì và đặc biệt là bệnh nhân có triệu chứng thì phải được chuyển ngay đến các cái bệnh viện điều trị. Và đối với những cái người mà test nhanh nó dương tính mà chưa có triệu chứng thì có thể là đến một cái khu cách ly tạm thời trước khi chuyển bệnh viện chờ PCR, thì tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân. Để đối phó với số ca bệnh đang tăng mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kịch bản chuẩn bị 50.000 giường bệnh trên khắp 22 quận huyện, thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang chuẩn bị triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng với sự giám sát của nhân viên y tế hàng ngày, thực hiện xét nghiệm theo quy định.